Chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Winner trên 50 độ thay phong cách nhà binh. Với dòng Honda Winner trên 50 độ thay phong cách combo hay là nhà binh có vẻ bụ bặm hơn. Vì dòng Winner trên 50 được thiết kế ra để phù hợp với những phong cách này. Đã có một chiếc Winner trên 50 thể hiện điều đó đúng. Giờ đây đã có tiếp tục thêm một chiếc Winner trên 50 độ thay phong cách này nữa. Chiếc Winner trên 50 độ thay phong cách combo nhà binh màu đỏ. Xe được đầu tư từ tem đấu cho đến phong cách combo nhám với màu đỏ đen và pha một chút màu xanh thay vì màu xanh lá thường thấy. Cùng với đó là hỗ trợ thêm những món đồ chơi như đi tour, cho đi vượt, cặp đèn LED C4, mũ ốp đầu đèn Winner trên 50 v.v. Ngoài dàn áo và phong cách combo còn các những đồ chơi khác và ốp đầu kiến hậu Rizona v.v. Tên xe vẫn được thể hiện trên xe, đèn LED L6 và công nghệ bảo vệ tay lái tích hợp đèn xi nhan. Cảm ơn theo dõi clip này, gặp lại video kế tiếp, nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.